Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên là thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tới thăm tặng quà động viên đồng chí Đỗ Khắc Cương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Hoàng Thương Lượng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã vui mừng thông báo tới các đồng chí nguyên là thường trực Tỉnh ủy về những thành tựu quan trọng nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Theo đó, kinh tế có bước phát triển vượt bậc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, bộ mặt từ nông thôn tới thành thị đã có nhiều đổi thay khởi sắc. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân đã nỗ lực chung sức đồng lòng bảo vệ giữ vững vùng xanh an toàn và phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đã đóng góp công sức trí tuệ góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển. Đồng thời mong muốn các đồng chí, nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong gương mẫu, sống vui, sống khỏe và đóng góp nhiều ý kiến, trí tuệ, tâm huyết cho công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Sáng nay, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà các đồng chí nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tới thăm tặng quà động viên đồng chí Tiêu Đức Hội, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Thiên Sơn, hiện đang trú tại thôn Ninh Môn, xã Yên Bình, huyện Yên Bình. Thăm các đồng chí Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Thanh và Hà Đức Hoan, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái qua các thời kỳ, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành về những thành tựu quan trọng nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được thời gian qua, đặc biệt là cả hệ thống chính trị và nhân dân đã nỗ lực cao nhất, chung sức đồng lòng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ vùng xanh an toàn và quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn, đầy tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đồng thời mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, trí tuệ xây dựng Yên Bái phát triển. 8 tháng năm 2021, thị xã Nghi Lộ đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2020 và các dự án khởi công mới theo kế hoạch. Đến nay, thị xã Nghi Lộ đã triển khai thực hiện 36 công trình xây dựng cơ bản thuộc các dự án theo kế hoạch đầu tư công hàng năm và giai đoạn 2021-2025. Trong đó có 13 công trình chuyển tiếp, 23 công trình khởi công mới năm 2021. Giá trị xây dựng 8 tháng ước đạt 380 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch, giải ngân 69,8 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch. Thời gian tới, thị xã Nghi Lộ tiếp tục tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021, kịp thời có giải pháp điều chỉnh vốn, điều chỉnh nhiệm vụ đầu tư đối với các công trình dự án không đáp ứng tiến độ đề ra. Đồng thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách, khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới, đảm bảo theo kế hoạch và thực hiện công tác đấu thầu các quỹ đất đủ điều kiện theo quy định. Hiện toàn tỉnh có gần 2.600 doanh nghiệp và trên 560 hợp tác xã với trên 70.000 người lao động. Theo thống kê, hiện nay tổng số lao động trong các doanh nghiệp là trên 42.000 người và 28.000 thành viên trong các hợp tác xã. Trong đó, số lao động làm việc tại các doanh nghiệp có ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn là trên 25.200 người. Số lao động hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng là trên 12.600 người. Lao động hợp đồng dưới 12 tháng là trên 4.200 người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh mới có 1.127 doanh nghiệp và 136 hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội cho 22.346 lao động. Hầu hết các doanh nghiệp ở Yên Bái có quy mô nhỏ và vừa, sử dụng ít lao động và chấp hành tốt các quy định của pháp luật lao động như thực hiện giao kết, ký kết hợp đồng lao động với người lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định. Sáng nay, huyện Mù Cang Chải phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho trên 100 cán bộ văn hóa xã hội.
tổ giúp việc điều tra viên tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07 của Chính phủ, quy trình rà soát theo Quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và biểu mẫu báo cáo theo thông tư số 07 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xác định đúng đối tượng theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025 theo phương thức tiếp cận đa chiều sẽ là cơ sở quan trọng để huyện Mù Căng Chải có giải pháp chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội phù hợp. Do đó, các cơ quan, các xã thị trấn trên địa bàn huyện cần tích cực tuyên truyền về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để nhân dân cùng tham gia giám sát, thực hiện công khai dân chủ đúng quy trình, có sự tham gia của các cấp các ngành liên quan và của người dân, đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lắp bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 được thành đoàn Yên Bái triển khai có hiệu quả và đã tạo được dấu ấn quan trọng. Trên cơ sở một chương trình 4 chiến dịch theo các đợt cao điểm, thành đoàn Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, bám sát vào chủ đề và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mở đầu chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tại thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành đoàn Yên Bái đã triển khai mô hình vườn ươm sinh kế hỗ trợ gia đình thanh niên Nguyễn Tiến Hưng trồng 5.000 cây quế. Trong đó, thành đoàn hỗ trợ 4.000 cây và đoàn thanh niên công an tỉnh hỗ trợ 1.000 cây quế giống. Đồng thời triển khai thực hiện công trình thắp sáng đường quê có chiều dài 800m, tổng kinh phí trên 25 triệu đồng. Trong đó, đoàn thanh niên công an tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng, xã Tuy Lộc hỗ trợ 3 triệu đồng, còn lại từ nguồn xã hội hóa khác. Thì công trình này đã góp phần cải thiện đời sống của người dân nơi đây. Tuyến đường này thì trước kia là tối lắm. Nhưng mà do được sự hỗ trợ của bên đoàn thanh niên ấy, thì tuyến đường này giờ cũng đã được chiếu sáng, bà con thì đi lại thì thuận tiện. Là địa phương đang xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội, nhằm phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương. Thời gian qua, đoàn xã Tuy Lộc đã phối hợp với thành đoàn và các đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, xây dựng tuyến đường hoa, tham gia nạo vét khơi thông 300m kênh ngòi ống và rãnh thoát nước thuộc thôn Xuân Lan. Khi mà chúng tôi đăng tải lên fanpage của đoàn xã rồi chuyển các công văn về phía các chi đoàn ở dưới thì các đồng chí bí thư chi đoàn ở dưới đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phân bổ với các đoàn viên thanh niên để các đồng chí đấy bố trí thời gian và lực lượng để tham gia cùng với lại đoàn xã. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 được triển khai trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố và các đơn vị kết nghĩa. Vượt qua những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8 2021, tuổi trẻ thành phố đã triển khai thực hiện một chương trình 4 chiến dịch. Các cơ sở đoàn trên địa bàn đã thành lập 26 đội thanh niên tình nguyện với hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động như tiếp sức mùa thi, bảo vệ an ninh trật tự, hoạt động bầu cử, ứng trực tại chốt phòng dịch COVID-19, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua các phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, đoàn viên thanh niên thành phố Yên Bái đã ra quân nạo vét hàng nghìn mét suối, kênh mương, cống rãnh, thu gom hàng chục tấn rác thải, tham gia hiến trên 30 đơn vị máu trong chương trình Hành Trình Đỏ, trồng mới 5.000 cây quế, 180 cây hoa. Đồng thời các cơ sở đoàn đã xây dựng và cho ra mắt gắn biển mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, đội thanh niên tự quản về an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, mô hình tổ hợp tác phát triển kinh tế do đoàn viên thanh niên làm chủ, xây dựng hai thôn văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Tuy Lộc, phối hợp tổ chức khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho 166 người cao tuổi xã Minh Bảo. Trong đó nổi bật là hoạt động phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 nhà nhân ái và sửa chữa một nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ trên 300 triệu đồng. Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Bắc ở tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường, cả hai vợ chồng bà đều mắc bệnh hiểm nghèo, đoàn phường đã kêu gọi ủng hộ 65 triệu đồng cùng các nguồn xã hội hóa giúp gia đình xây nhà và làm các công trình phụ trợ trị giá trên 100 triệu đồng. Thì là gia đình tôi là bệnh tật này, hoàn cảnh này rất là khó khăn này. Thế cho nên là vừa rồi là được chính quyền và đoàn thanh niên phường đã đứng ra hỗ trợ kinh phí cho gia đình tôi và đã xây được ngôi nhà này. Chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm. Cùng với đó, chương trình tiếp sức mùa thi 2021 thu hút 10 đội thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 150 tình nguyện viên và vận động hỗ trợ các vật phẩm trị giá gần 50 triệu đồng tại các điểm thi. Thành lập đội thanh niên tình nguyện với 20 đoàn viên thanh niên khối xã phường và trường trung học phổ thông tham gia hỗ trợ ứng trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Đồng thời các cấp bộ đoàn trên địa bàn cũng tổ chức đoàn công tác đến động viên, trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho các chốt kiểm soát dịch bệnh với tổng giá trị trên 50 triệu đồng cùng nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực khác. Qua đó đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với phương châm mỗi đoàn viên thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một công trình phần việc thanh niên để chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mặc dù là trong cái thời gian tổ chức chiến dịch, cái dịch bệnh Covid đang diễn ra hết sức phức tạp. Tuy nhiên, với cái phương châm không tập trung đông người nhưng không dừng hoạt động, thì Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức linh hoạt các cái hoạt động để đảm bảo thực hiện tốt cái nhiệm vụ kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và vừa đảm bảo được các cái chỉ tiêu theo cái chiến dịch tình nguyện hè đã đề ra. Có thể thấy rằng là qua cái chiến dịch tình nguyện hè năm 2021 thì đã tạo ra một cái môi trường rất là tốt để cho các bạn đoàn viên thanh niên có cơ hội được rèn luyện, được cống hiến và trưởng thành. Và đặc biệt là qua các hoạt động thì các bạn được nâng cao nhiều về kỹ năng xã hội, kỹ năng mềm, cũng như là cái kỹ năng vận động, tích cực tham mưu với cấp ủy địa phương để tổ chức được các hoạt động nó phù hợp với cái điều kiện thực tiễn và phù hợp với cái tình hình tại địa phương đơn vị. Những con đường sáng xanh sạch đẹp an toàn, những ngôi nhà nghĩa tình khang trang, những hàng cây xanh vươn mình đón nắng, những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ là những dấu ấn được viết lên bằng trái tim nhiệt huyết, khối óc sáng tạo và sức trẻ dạt dào của tuổi trẻ thành phố Yên Bái thông qua các chương trình ý nghĩa, trong đó có chiến dịch tình nguyện hè.